công ty dược liệu hòa bình kính chào tất cả mọi người chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe dồi dào và mua được các sản phẩm dược liệu sạch an toàn đảm bảo ngày hôm nay bên công ty bên mình hân hạnh được quay trở lại và ra vườn quay và giới thiệu tới mọi người đặc điểm tác dụng phân bố và những lưu ý khi sử dụng dược liệu cây an xoa thì trước tiên mình quay và giới thiệu cho mọi người về uh, uh, những cái đặc điểm của cây an xoa nhé. Đấy. Thì cây an xoa thường mọc thành cụm và sống ở nhiều năm. Toàn bộ cây thường được phủ rất là nhiều các lông nhỏ. Phần lá nhám nhiều lông, có hình uh, xoan, mặt trên thường có màu xanh đậm, còn mặt dưới thường có màu phấn trắng. Phần hoa nhỏ có màu tím, còn phần quả có hình như sâu róm và có uh, lông. Đấy, phân bố và sinh thái. Thì loại cây an xoa này thường tập trung sống ở uh, ven sông, ven suối hay là trong ở rừng sâu này, mọc nhiều các tỉnh như là Tây Nguyên, Tây Ninh, Bình Phước, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Đấy, sau khi thu hoạch thì cây an xoa thường được uh, băm chặt để phơi khô. Bộ phận dùng thì chúng ta sử dụng cả thân, cành và phần lá của cây an xoa để làm thuốc, cắt nhỏ đem phơi khô hoặc là sấy khô để đảm bảo để đảm bảo bảo quản không bị ẩm mốc. Về thành phần hóa học thì trong an xoa có chứa một số hoạt chất như là flavonoid, đấy, alkaloid và nhiều enzyme và các nguyên tố vi lượng khác trong đó hoạt chất acoloi có khả năng kháng lại các tế bào ung thư ngăn chặn sự phát triển của các khối u còn hoạt chất flavonoid có khả năng chống oxy hóa và bảo vệ các tế bào miễn dịch đồng thời có thể ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do có thể gây bệnh Đấy, thì uh, cây an xoa có tác dụng và công dụng như thế nào thì cây an xoa có vị cay mùi thơm quy vào kinh can cây có tác dụng giúp trong việc hỗ trợ điều trị ung thư nhất là ung thư gan đồng thời giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như là men gan cao viêm gan sơ gan hỗ trợ giải độc gan giúp làm mát gan hạ men gan và tăng cường chức năng gan bên cạnh đó thì an xoa còn hỗ trợ uh, giúp cho những người bị uh, mất ngủ vàng da Đấy là những cái tác dụng chính mà cây an xoa mang lại Đấy, Giờ đây là một số uh, bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh uh, từ cây an xoa Bài thuốc thứ nhất là hỗ trợ điều trị bệnh cho bệnh nhân ung thư gan Những trường hợp ung thư gan giai đoạn cuối vẫn kiên trì áp dụng cách này Người bệnh có thể tiến hành như sau Chuẩn bị 100g cây an xoa đã phơi khô Dùng nguyên liệu nấu với 1 lít nước cho đến khi cạn còn khoảng tầm 800ml thì tắt bếp uống trước khi ăn hoặc uống sau khi ăn khoảng tầm 20 phút Đấy, bài thuốc tiếp theo là hỗ trợ điều trị ung thư gan với việc kết hợp với cây xạ đen việc kết hợp với cây xạ đen có thể làm gia tăng thêm khả năng hiệu quả trong hỗ trợ điều trị bệnh chúng ta tiến hành như sau chuẩn bị 50g cây an xoa đã sao vàng hạ thổ và 50g cây xạ đen cho tất cả nguyên liệu vào nấu cùng 1,5 lít nước đun nhỏ lửa 5 đến 10 phút cạn còn khoảng tầm 800 ml thì tắt bếp đấy sau đó uống sau ăn khoảng tầm từ 30 20 đến 30 phút nên uống khi uh, nước xạ đen à, nước còn ấm thì nó sẽ dễ uống và đảm bảo cho hệ tiêu hóa của mọi người. Tiếp theo là hỗ trợ điều trị ung thư gan bằng cách kết hợp cây ăn xoa với cây cà gai leo. Ngoài xạ đen thì cà gai leo cũng có thể kết hợp để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan. Chúng ta tiến hành như sau. Chuẩn bị 30g cây an xoa, sao vàng hạ thổ và 30g cây cà gai leo sau đó lấy hai vị thuốc sắc với 1 lít nước cho đến khi còn khoảng 600 ml thì tắt bếp. Đấy, uống sau ăn 30 phút, dùng uống hết trong ngày. Hôm sau sẽ nấu ấm mới. Bài thuốc tiếp theo hỗ trợ điều trị viêm gan B, chúng ta chuẩn bị 15 g cây an xoa, 30 g cây xạ đen, 30 g cây cà gai leo và 10 g rễ cây mật nhân dùng tất cả nguyên liệu đun cùng với 1 lít nước cho đến khi còn khoảng 800 ml thì tắt bếp. Đấy, uống trong ngày. Đấy, thì trên đây là một số bài thuốc quý từ cây an xoa mà uh, rất là nhiều người khi sử dụng uh, thì đã mang lại những cái hiệu quả nhất định. Đấy, còn sau đây là những lưu ý khi sử dụng cây an xoa. Để việc sao vàng hạ thổ nguyên liệu rất là quan trọng. Quá trình này có thể giúp đốt cháy các lớp lông trên cây nhờ đó mà hạn chế được cái tình trạng ho, ngứa rát cổ họng khi dùng thuốc. Quá trình sao vàng hạ thổ an xoa thường được tiến hành như sau. Cây an xoa sau khi thu hoạch sẽ được phơi hơi héo cho vào chảo đã làm nóng và sao vàng trong khoảng từ 20 đến 30 phút. Liên tục dùng đũa để đảo cho nguyên liệu vàng đều. Đổ nguyên liệu đã được sao vàng xuống nền nhà sạch rồi úp chảo còn nóng lên chỗ cây an xoa trong khoảng 60 phút, đợi nguyên liệu nguội bớt rồi cho vào túi bảo quản để dùng dần. Không nên dùng dược liệu an xoa quá liều lượng, đấy có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đấy thì uh, trên đây vì công ty dược liệu Hòa Bình đã giới thiệu tới mọi người những đặc điểm tác dụng công dụng và một số lưu ý khi mà sử dụng cái cây an xoa Đấy, nếu mọi người mà có nhu cầu cần muốn mua cây an xoa thì có thể đến trực tiếp công ty của bên mình ở địa chỉ là thôn ông làng xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình Đấy, hoặc gọi điện trực tiếp qua hotline là 0976 836 586 để được bên mình tư vấn chi tiết và miễn phí Đấy, và mọi người nếu thấy video của bên công ty hay thì hãy đăng ký kênh, like video, chia sẻ video để cho người thân có thể nhìn thấy được video của bên mình. Đấy. Và mọi người hãy cẩn thận khi mua các sản phẩm dược liệu trên mạng. Nên tìm các đơn vị, công ty, địa chỉ uy tín để mua được sản phẩm, không nên ham sản phẩm chất lượng rẻ. Đấy, mà dễ dàng mua phải những cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng khi dùng ảnh hưởng đến uh, sức khỏe của người dùng. Chính vì vậy mọi người hết sức lưu ý giúp mình. Còn bây giờ thì công ty dược liệu Hòa Bình xin cảm ơn mọi người đã xem video của bên công ty và kính chúc mọi người luôn có sức khỏe dồi dào. Còn bây giờ công ty xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.